Hello, Tân Lê mến chào quý anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý anh chị đến với kênh Tân Lê Vlog. Thì cái video hôm nay mình phân tích về một cái video mà một cái người tu nói là tu hành từ nhỏ. Các bạn thấy có ai mà tu tâm dưỡng đức đã mặc áo nâu sầm, mặc áo của một người xuất gia các bạn, chứ không phải là một cư sĩ tại gia đâu. Có rất là nhiều người nói rằng cái tu sĩ, họ tu theo cái kiểu mà tu sĩ tại gia thì thật sự không phải. Mà một cái người tu theo tu sĩ đạo gia thì những cái phong tục, những cái thờ tự nó khác. Ở đây là một cái trang phục, cạo đầu trọc và tự xưng mình. Thì bạn thấy ai mà đi tu mà tự xưng mình đã tu từ nhỏ mà ăn chay từ nhỏ không ạ các bạn? Tự xưng mình là đại đức, rồi là tự xưng hòa thượng, tự lập miếu thờ tự và không có bất kỳ một cái trình độ gì về, không có một cái hiểu biết gì về giáo lý Phật giáo cả. Và một ngôi chùa, một cái thiền am thờ tự Phật, nhưng mà không phải để cho các quý vị vào đây để thờ, mà để ai đem tiền đến thì nhận. Đấy. Và hôm nay mình muốn phân tích một cái chuyện mà đi tu mà đến giành gái ở tại công an đó các bạn, đứng la làng la sớm lên. Rồi tu mà là, các bạn biết người tu là như thế nào? Họ tu thật sự á, thì người tu là tứ đại giai không ha, và mọi sự trên đời đều có một cái luật nhân quả theo Đức Phật truyền dạy ở trên cái đạo Phật, trên đạo Phật thì này đã có. Nhưng mà ở đây một cái nhóm tu, một đám mà mặc áo nâu sầm mang danh tu sĩ mà đến với đồn công an mà giành một người con gái, rồi la hét lên sầm một giống như một cái đám mà đám chợ búa ở ngoài đó, đến công an ha. Và công an cũng đã nói là gì, không được quay hình, không được ghi hình ở đây. Thì những cái tên đầu trọc này á, nói là quay để làm tư liệu gì các bạn? Thấy tư liệu mà quăng lên trên cả ở trên mạng để câu like câu view để mà vu khống cha mẹ của Diễm My đó, kêu cứu la làng mọi người ơi la làng la sớm lên. Còn cái ông cái chùm cuối thì sao bạn, cái người mà lớn tuổi nhất thì lại xỉu, giành gái nó mất xỉu luôn các bạn. Tu từ nhỏ gì kỳ vậy, tu từ nhỏ mà giành gái nó mất xỉu mà nó không phải xỉu mà lựa chỗ nha các bạn. Xỉu phải xỉu trên băng đá đàng hoàng, và xỉu phải nhìn tới nhìn lui ha. Xỉu thì la làng lên, ông xỉu đây, xỉu à, xỉu là la làng để camera quay qua chứ không thì cái tên quay phim nó đâu có biết đâu mà xỉu mà quay camera thì nhìn thấy camera quay thì xỉu. Xỉu xuống, xỉu từ từ thôi, cứ xỉu từ từ xuống rồi là lót tay lên đầu xỉu đàng hoàng, chứ không mà xỉu mà một xỉu nhanh quá xuống một cái lỡ mà đụng đầu vô cái đập đầu vô cái ghế đá thì chắc đi luôn. Cho nên phải xỉu từ từ, và xỉu xuống nằm xuống xong rồi phải hé mắt lên coi camera có quay ngay mình hay không đó. Rồi bắt đầu xỉu xuống, và xỉu xuống thì vô tình cái điện thoại nó rớt ra, nó rớt ra trên ghế đá thì thôi xỉu, mà lỡ hồi quên thì sao, thôi ngóc đầu dậy lụm cái điện thoại bỏ túi và mới xỉu tiếp. Xỉu gì kỳ vậy, xỉu mà đòi gái tại đồn công an, la làng la sớm lên rồi xỉu. Còn những cái tên mà xung quanh nói về, giờ bây giờ cho họ là thầy đi, thầy trò với nhau đi, một người thầy mà xỉu xuống thì nguyên đám bu xung quanh la làng la sớm lên, thầy thiểu rồi, thầy xỉu rồi, có các bạn thấy mấy người phụ nữ xung quanh gì nữa, thôi thầy xỉu rồi ha, thì có ai mà đợi đỡ thầy hay là lo cho thầy như thế nào không? Tại vì biết quá rõ thầy đang đóng kịch, tại vì những cái đệ tử mà ở bên dưới còn đóng kịch quá rồi, quá giỏi mà đi thi kịch thi đồ này kia thì thi rất là giỏi, thì thầy là chùm cuối rồi, thầy là chùm trong đó là làm sao không đóng kịch được. Cho nên là bu xung quanh nói là thầy ấy thôi, thầy xỉu la làng lên gì đó để cho quay clip lại câu like câu view đó. Và nếu thật sự xét vào một thầy nuôi mình từ nhỏ thì những cái tên này sao, một cái tên mà bất những cái, nếu mà thầy mình xỉu mà như vậy là bất nghĩa vô lương tâm ha. Một người thầy dạy dỗ mình mà thầy xỉu mà đứng ra làng chẳng ai thầy làm nữa thầy nữa thì sao bạn, dông ơn bội nghĩa ha, không có quan tâm đến thầy xỉu kệ thầy, thì tụi con đòi gái thì kệ con đó, la làng lên vậy thôi, ai thấy không thấy thì thôi ha. Đó là xét về thương viện của một người thầy. Còn nói về nếu mà về cha con thì có phải là cha con thật hay không,
mà cha mình già rồi mà xỉu xuống một cái như vậy, đứng xung quanh quay clip thì sao ạ? Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. À, mà mấy cái thằng con mà cha xỉu xuống mà móc cái điện thoại ra quay một cái rồi quay ra tán cho một cái rồi đó, cho khỏi quay luôn, thì cũng giống như cái gì bạn, giống như một cái clip mà thằng nhỏ nó mắc kẹt chân trong bến xe mà móc cái điện thoại ra quay để cho nhỏ khóc như vậy, quay bao nhiêu người lớn đứng xung quanh nó kẹt bánh xe vô quay lên để câu view câu like thì sao bạn? Nó lợi dụng cái lòng thương, lợi dụng cái lòng thương về những đứa bé và để quay lên để các bạn câu like câu view, hay là có một cái khoản tiền nào đó của mạnh thường quân gửi về đó, tại vì quay đứa bé kẹt xe tội nghiệp quá thôi gửi tiền về hay gì đó đó, gửi đâu có cần mà gửi cho đứa bé chi cho sớm, hay từ từ cho video nó dài chút xíu à, đăng lên YouTube để đặt quảng cáo vô kiếm tiền, để đâu cần gỡ làm gì. Chỗ này cũng vậy à, sư phụ xỉu hay là cha mình xỉu xuống một cái thì ngay lập tức camera quay qua, tại vì đã báo trước là thầy xỉu đây, thầy xỉu đây à, thì biết rồi quay qua để mà quay lên như vậy, thì các bạn thấy một một người chân tu tu hành như thế nào các bạn à. Nói về xét về cái đạo đức con người thôi, mà nếu mà người thầy hoặc là cha của mình xỉu như đó thì giục ngay cái điện thoại xuống và lo cho cha liền, hoặc đằng này thì quay tới quay luôn nguyên một đám súng lại la làng lên đó, đâu có ai đỡ ông nội làm gì, tại vì đang đóng kịch mà nằm nghỉ chút xíu lại rống cân cổ lên lao lao một buổi trời thôi, nằm nghỉ chút xíu đỡ làm gì cho ông nghỉ cho ông khỏe đó. Thì bạn thấy như thế nào ạ? Một người tu hành mà đi đòi gái như vậy, nó thật sự mà Diễm My là một Phật tử mà họ là một người xuất gia chân chánh, cho dù Diễm My có như thế nào đi nữa thì một người tu cũng giữ phong cách một người tu rất là nhẹ nhàng điềm tĩnh và nói lý lẽ, chứ không có gống cái gân cổ lên mà cãi giống như dân ở ngoài chợ chợ búa vậy đó, dân không có trình độ gì. Rồi tiếp theo ra tới tuốt ngoài đồn công an, đã gây ra khỏi đồn công an còn đứng la làng lên cho mọi người xúm lại như vậy, bạn thấy như thế nào? Một người chân tu như thế nào? Người tu hành là một người luôn theo, nếu mà tu hành chân chính thì luôn theo đạo Phật, mọi việc trên đời đều có nhân quả ha, và người tu hành là tứ đại giai không, và Đức Phật cũng nói là chính ta còn không có thì làm gì có của ta ha. Có gì mà ở đây gái đâu phải gái của ta đâu mà đang phải gống lên cổ lên mà đòi như vậy, mà thấy một cái clip đăng lên mình không biết tại sao lại có nhiều người vẫn còn đặt cái tâm thiện vào một cái nơi như vậy. Bạn hãy, nếu mà thật sự là một người Phật tử thì các bạn hãy Phật tử chân chánh học biết Phật biết Pháp, thì các bạn hãy thử nhìn nhận lại một người tu hành chân chánh có phải như vậy hay không. Và có rất là nhiều bạn bây giờ nói là họ tu tại gia, thưa các bạn không phải tu tại gia, họ mượn hình và ảnh Đức Phật để mà trục lợi cá nhân ha, để câu like câu view, khi mà những đứa bé nó diễn hài rất là dễ thương phải công nhận, nhưng mà những đứa bé này thật sự thì là những đứa bé đáng thương sống trong một cái gia đình như vậy, đối với người như vậy thì thật sự rất đáng thương, nhưng đứa bé thì thật sự nó rất là ngây thơ trong sáng, thì mình không nói gì những đứa bé cả, nói những cái tên này, cái tên đầu trọc ở trong đây tự mặc áo nâu. Bạn thấy một người mà tu hành có bao giờ tự nhận mình là một hòa thượng, tự nhận mình là thánh không các bạn? Có một người tu hành nào chân chánh mà tụng kinh làm gì cho phí đời không bạn? Đừng nói về đạo Phật, ngay cả đạo Thiên Chúa hay là Tin Lành hay bất kỳ những đạo khác, họ đều tụng kinh ha, Chúa thì có kinh Chúa, mình thờ Chúa thì cũng có kinh Chúa, và đạo Phật thì có rất là nhiều trường phái, nhưng bất kỳ trường phái nào dù là Nam Tông, Bắc Tông hay Thiền Tông cũng phải niệm Phật tụng kinh hàng ngày ha, chứ không phải giống như mà tụng kinh làm gì cho phí đời. Đi tu theo Phật mà không tụng kinh, không học đạo đức Phật thì các bạn nghĩ có một người tu chân chánh hay không? Bây giờ vẫn còn rất là nhiều người tin tưởng và u mê ha. Những người fan mà điên cuồng của thì cái thiền am này, thì các bạn hãy xem lại có đặt đúng cái tâm thiện mình vào hay không. Và thật sự thì có rất là nhiều người đã nói, ngay cả thầy Thích Nhật Từ là một người giữ rất là nhiều vị trí ở trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thầy được thỉnh giảng nhiều nơi cũng đã lên tiếng, và
thì hiện tại cũng đã lên tiếng, thì rất là nhiều người cũng đã lên tiếng về vấn đề này, và hãy xem những phân tích của mọi người để mà có cái nhìn nhận đúng đắn về một nơi có phải tu hành thật sự hay không, hay các bạn vẫn cứ u mê mà gom tiền mạnh thường quân này kia, gom tiền đưa cho một cái nơi như thế này, cái nơi mà đã lừa gạt lòng tin mọi người một cách trắng trợn, nuôi 200 bé mồ côi bằng chứng ở đâu đi ra, và những đứa trẻ này chính rồi có giấy tờ hẳn hồi là con của các ni trong đó, không phải ni mà những cái cô cả đầu trọc ở trong đó mà không có cha, thì phải đặt dấu chấm hỏi trong này, cha ở đâu và có thật sự là một thật sự là những đứa trẻ mồ côi hay không. Giấy tờ bằng chứng rõ ràng ở trên mạng rất là nhiều, Nguyễn Sinh cũng đưa ra rồi, kênh Nguyễn Sinh cũng đưa ra thẳng thắn rồi đó. Thì hôm nay mình phân tích một cái video thấy hơi vừa mắc cười vừa ngộ ngộ, mà tại sao là mình không có rất là nhiều người không nhận ra cái điều này. Cái một cái sự mà tranh cãi nhau tại công an, như mấy người bán cá bán tôm bán chợ ngoài chợ đó, hàng tôm hàng cá ngoài chợ đó, cãi nhau sùm lên hết rồi, giả xỉu cái giả xỉu trắng trợn. Bạn nào thấy thì bạn coi lại cái video, không xỉu đây, xỉu đây, xỉu mà báo trước để quay camera ra câu view. Ok, thì hôm nay mình chia sẻ một ít thôi, mỗi ngày chia sẻ một ít về vấn đề thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, và sự thật khi không còn lâu các bạn, tại cái dịch bệnh mà Covid-19 này xảy ra thôi, không còn lâu đâu thì mọi việc sẽ đưa ra ánh sáng. Mình vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin để chia sẻ với các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình, like và share cho nhiều người cùng xem nha. Đây, mình kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại vào cho các bạn vào những video sau. Chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Chào tạm biệt.